Vũ Hồng đang có mặt ở trên con hẻm 639 thông xa đường Hương lộ 2 thông sang hẻm 62 đường Trương Phước Phan gần chợ Bình Trị Đông mới nha cô chú anh chị. Hôm nay Vũ Hồng sẽ giới thiệu đến cô chú anh chị và bạn một căn nhà ở mức giá 2 tỷ 250 triệu ha. Đó, căn nhà này nè cô chú anh chị. Đó, cô chú anh chị bạn nhìn thấy không? Đó, căn nhà đó đó. À, căn nhà này thì nằm trong khu dân cư hiện hữu, có giấy chủ quyền Hồng hoàn công đầy đủ ha. Hẻm sau lưng Vũ Hồng là đi ra ngoài đường Trương Phước Phan, chợ Bình Trị Đông mới ha. À, còn cái lối đi thẳng luôn, hướng đi thẳng là mình 639 đường Hương lộ 2 cũng như hẻm 168 đường Trương Phước Phan nha. Hẻm này ô tô qua lại thông luôn ha. Và căn nhà hôm nay Vũ Hồng giới thiệu đến quý cô chú là anh chị là căn nhà này. Bên hông nhà mình thì có một cái khoảng không là căn nhà của căn nhà này nè. Cho chủ nhà xây là chừa lại để làm cái lối đi phía trong cho nhà trọ phía bên trong á, nên nhà mình được hưởng xoáy ha. À, gió thổi mát lồng lộng qua cái hai cái cửa sổ lùa của mình luôn. Nhà mình có cái ban công ở phía trước giống như cái sân thượng ha. À, ban công giống như sân thượng luôn nha. À, hẻm thông thoáng, cao ráo không ngập nước và ở hẻm ô tô ngang nhà. Địa chỉ anh chị nhớ mới của nhà mình là 62/20 đường Trương Phước Phan, địa chỉ cũ là 639/73/10/15A ha. Nhưng mà mình lấy địa chỉ mới 62 Trương Phước Phan nó sẽ gần hơn rất là nhiều luôn. À, cô chú chị bạn nhìn ha. Nhà mình là nằm thuộc khu dân cư hiện hữu, còn đối diện với nhà mình thì quy hoạch công viên cây xanh. À, hướng ra ngoài đường Trương Phước Phan, hẻm 24 Trương Phước Phan cũng như hẻm 62 đường Trương Phước Phan gần chợ Bình Trị Đông mới ha. Nhà mình này phía ngoài thì có cái sân thượng nhỏ nhỏ trên bằng cái ban công mở rộng ra ha. Phía ngoài này có mái ngói, ở trên có sino, có chỗ gom nước luôn nha. Ban công đầy đủ hết. Cửa sắt giả nhôm chinh pha và kính cường lực ha. Rồi bên trong chủ trang bị sẵn cho mình mà một bộ salon, một cái kệ ngăn cách giữa không gian phòng khách với cầu thang đi lên. Nếu mình xem kênh thì mình giúp chú Hồng đăng ký kênh cho cô chú anh chị. Còn nếu mình đã nhiều lần xem rồi thì hãy chia sẻ video này cho bạn bè người thân của mình để giúp họ mua được nhà và giúp chủ nhà bán được nhà ha. Rồi tiếp tục video, cô chú anh chị bạn xem video hãy đăng ký kênh và like ủng hộ chú Hồng nha cô chú anh chị. Bên hông nhà mình là có một cái cửa sổ lùa tận hưởng cái khoảng không gian của chú hàng xóm là làm cái nhà chữ L phía sau á. Lối đi ngang qua mình mở cửa sổ, mình không có mở ra được mà mình mở lùa lùa để mình lấy gió lấy sáng ha. Bên hông nè, gọi là hưởng xoáy á cô chú anh chị. Rồi ở đây thì phía trước nhà mình nè, ban công nhà mình thì cái trần nhà thì thiếp vàng ha. Nhà mình tuy đúc giả nhưng mà chủ nhà làm cái đà rất là chắc chắn nha. Bên đây thiếp vàng rất đẹp luôn ha. Hẻm rộng ô tô qua lại được thoải mái. Cái kệ này là chủ làm ngăn cách giữa cầu thang với phía bên ngoài, nhưng ở dưới là mình vẫn để được nón bảo hiểm á cô chú anh chị. Chiều ngang nhà mình dài là gần 3m và chiều dài là 8m ha. Nhà nằm trong khu dân cư hiện hữu. Và đây là không gian gian bếp. Nhà mình có tủ bếp trên, tủ bếp dưới và có mặt bếp bằng đá, và bên trong là đá trang trí rất đẹp ha. Chậu rửa inox 304, tường nhà phía sau dán cao đến trần. Nhà vệ sinh thì nằm nép phía bên trái dưới cầu thang. Thiết bị vệ sinh thì bồn cầu liền khối. Chủ nhà có gắn sẵn cái nguồn điện nè, đi điện âm bên trong, có chỗ để mình lắp thêm cái máy nước nóng ha. Cửa này thì sử dụng cửa lùa cho nó gọn nha. Vũ Hồng xin nhắc lại cái giá là 2 tỷ 250 triệu đồng nha cô chú anh chị. Nếu như mình thấy ưng ý thì mình cứ alo cho Vũ Hồng qua số 0933 79 79 79. Vũ Hồng sẽ trực tiếp mở cửa cho cô chú anh chị bạn xem nhà, mình gặp chủ nhà để thương lượng thêm về giá cả nha cô chú anh chị. Và ở đây nè cô chú anh chị, cầu thang đi lên trên. Đó, cầu thang đi lên trên nè ha. Cô chú anh chị bạn hãy đăng ký kênh YouTube Nhà Đất Sài Thành và nhớ bật chuông để khi Vũ Hồng up video mới lên thì cô chú anh chị bạn xem được liền nha. Và đừng quên bấm like sau khi xem hết video ha. Hãy chia sẻ video này cho bạn bè người thân của mình, những người đang có nhu cầu tìm mua bất động sản để giúp họ mua được nhà và giúp chủ nhà bán được nhà ha. Xin nhắc lại là nhà mình địa chỉ 62/20 đường Trương Phước Phan, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, gần chợ Bình Trị Đông mới ha cô chú anh chị. À, bên hông nhà mình thì có cái hẻm hông nè ha. Ở nhà trên đây thì có hai phòng, bên đây là có cái hẻm hông, có cái lối đi của hàng xóm, gió mát rười rượi luôn ha. À, gió mát, có cái khế, có cái sân của nhà hàng xóm. Rồi ở đây thì có cái cửa lùa bên kia có hai cánh đó, mình mở ra được nè, bên đây cũng mở ra được, đẩy qua làm cái phòng nha, mình đẩy kính lại làm cái phòng nè.
nó đẩy kính lại là cái phần ha. Đó, bên đây cũng còn mở được nè. Đó. Thấy không? Đây có sẵn cái nguồn điện nè, mình có thể gắn cái quạt hoặc là mình gắn cục wifi cũng được ha. Và cái cửa phòng phía trước thì sẽ có cái cửa sổ và cửa đi ra ngoài ban công rộng ha, giống như cái sân thượng nhỏ trồng hai cây. Vũ Hồng xin nhắc lại là nhà mình hướng nam và đối diện nhà mình mai mốt quy hoạch công viên cây xanh thì nhà mình ra view công viên cây xanh ha, và đi thẳng ra ngoài kia là ra chợ Bình Trị Đông mới, đường Trương Phước Phan nha. Đó, gió mát, gió ù ù luôn ha, hẻm ô tô thông. Mình đi vào hẻm 639 đường Hương Lộ 2, ở ngay chỗ chợ, ngay chỗ siêu thị điện máy Chợ Lớn cũng được. Hoặc mình đi vào hẻm 168 đường Đất Mới cũng được, gần chợ Bình Trị Đông cũ á. Hoặc mình đi vào hẻm 62 đường Trương Phước Phan gần chợ Bình Trị Đông mới. Hẻm 24 đường Trương Phước Phan cũng được luôn ha. Sino bên trên đây thì chủ nhà ốp gỗ rồi và có đèn trang trí. Và đây là khu vực sân thượng phía ngoài. Sân phía ngoài đây ha cô chú anh chị. Đó, sân phía ngoài đây ha. Và Vũ Hồng xin nhắc lại cái hướng này là mình đi về hẻm 168 đường Đất Mới hay còn gọi là đường Bình Trị Đông, ngay chợ Bình Trị Đông cũ. Và mình rẽ phải thì ra hẻm 639 đường Hương Lộ 2, ngay chỗ siêu thị điện máy Chợ Lớn, gần góc đường Tân Hòa Đông. Gần góc đường Tân Hòa Đông với đường Hương Lộ 2. Còn hướng này mình sẽ đi về hẻm 62 đường Trương Phước Phan, ngay chợ Bình Trị Đông mới. Và hẻm 24 đường Trương Phước Phan gần đường Tân Hòa Đông ha. Vũ Hồng xin nhắc lại là nhà mình nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu ha. Nhà có giấy chủ quyền Hồng mua bán ký công chứng sang tên. Và chủ nhà đang kêu bán căn nhà này là 2 tỷ 250 triệu ha. Cô bao chú anh chị bạn nào quan tâm thì alo cho Vũ Hồng nha. Số điện thoại 0933 79 79 79, kênh YouTube Nhà Đất Hà Thành ha. Cô chú anh chị bạn đừng quên bấm chuông, đừng quên đăng ký, bấm like ủng hộ Vũ Hồng nha cô chú anh chị. Rồi Vũ Hồng xin chào và xin hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở những cái video review nhà lần sau nha. Xin chào ha, xin hẹn gặp lại cô chú chị và các bạn ở những video lần sau nha. Vũ Hồng xin chào ha, xin chào nha.